Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, quý 1, kim ngạch xuất khẩu của thành phố ước đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh nhất trong 22 năm. Trước đó, số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy xuất khẩu ngành dệt may quý 1 giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành mỹ nghệ và chế biến gỗ giảm khoảng 15%, trong đó các sản phẩm răm, viên nén, pallet, đồ gỗ giảm đến 45%.